What the fuck? Hi! Hi! Anh Sơn ơi, em tính đi bấm lỗ tai. Nani? Bấm lỗ tai? Nhìn trên nó màu đen thời thượng quá. Bấm lỗ tai là có phải là người ta dùng một cái kim thì người ta chọc vào đây đúng không? Không, chọc cái này nè, cái trái nè. Đây đấy có phải là lỗ tai đâu, lỗ tai là trong cơ mà. Đâu, bấm cái trái tai á. Đấy, thế hiểu hơn đấy, nhưng mà sao tự dưng người thích đi bấm thế? Tại vì dạo này kiểu em thấy kiểu người ta hay bấm á, kiểu G-Dragon bấm rồi, kiểu BTS bấm rồi, ca sĩ Hàn Quốc hay bấm ấy. Nên em muốn bấm thử cho biết. Ngu! Sao ngu? Người ta là ca sĩ nổi tiếng, người ta đẹp trai, người ta mới bấm đấy nó mới đẹp. Em nhìn cái mặt em đi. Ủa em không đẹp trai à? What the hell? Này, em biết không? Người ta đẹp ấy, người ta bấm cái gì người ta cũng đẹp. Nhưng mà những cái người ta xấu ấy thì người ta không bấm cũng xấu. Nhưng mà bây giờ anh sẽ cho em xem ví dụ của những người mà bấm vào gọi là bấm lỗ tai, không những bấm lỗ tai còn bấm lỗ miệng, bấm lỗ mũi, bấm lỗ mắt, bấm đầu lao. Ở đâu mà ra đi điên. Nè, bấm lỗ miệng á rồi muốn ăn nước nó chảy ra rồi sao? Đây. Bây giờ để anh cho em xem thế giới người ta từng làm này. Đây được. Anh cho em xem, em sáng mắt ra cho em bỏ anh cái ý định mà đi bấm lỗ tai, bấm lỗ này đi. Đây. Đấy. Đâu. Đấy, xem đi. Cái gì vậy? Aí a gente ouve aí a... Salve galera, existem muitos tipos de pessoas no mundo. Existem pessoas que fazem coisas pesadas. Sao nó có hai cái lưỡi được vậy? Đấy, người ta bấm lưỡi á. Bấm lưỡi á, tách đôi lưỡi á. Número 8, cabeça de donuts. Que gì á? Cái này Homer. Homer trong Simpson. Cái này là ăn nhiều bánh donut quá là bị mặt biến thành donut luôn này. Ồ cái đầu donut kìa. Có thiệt hả? Đây, bấm đây này. Thấy chưa? Còn bấm lỗ tai này, thấy chưa? Bấm lỗ tai mịn này, thấy chưa? Ồ mà người ta bơm cái gì lên hai cái má người ta kìa. Trời, nó ấn cái đầu người ta vô kìa. Dizem eles que fazem. Chia. Cái này là mốt ở bên nước ngoài, em bấm lỗ tai này, phải bấm cái này nữa nó mới đẹp. Bấm lỗ tai là phải bơm cái đó lên đầu. Đúng rồi, đấy chưa? Ai cũng bấm lỗ tai thì đều phải bấm cái mọi người. Thấy chưa? Cái tại theo này em bấm lỗ tai không thì ra được, thấy chưa? Alargadores corporais. Cái gì á? Đấy. Em mới bấm không? Đấy, bấm cái ta này. Không những bấm mũi, bấm đây bấm môi. Cái này là đục cái lỗ chứ. Thì cái đó là bấm lỗ má đâu em. Ê em thắc mắc nha, nếu mà vậy là nó người Việt Nam không được rồi. Đúng rồi. Người Việt Nam ăn tô phở là thấy nó thấy bà luôn. Ăn cái gì vẫn là nước trào hết ra ngoài luôn. Nó phải thiết kế hai cái nút chai để bịt cái lỗ lại xong nó mới ăn được. Kiểu cái van vặn lại. Vặn lại nó mới ăn được chứ kiểu này là không được rồi. Đấy. Ôi thì bấm cái này nữa. Ông này là có nguyên cái môi. Mà ông này làm thì cái môi luôn. Coloca um na bochecha e no nariz. Ôi, ông này cả gắn nam châm lên môi. Cái này nhỏ nè, nó bình thường. Bự dữ không? Existe. Đó, cái van luôn, cái van hai cái nút để bịt lại này đang phở. Ông này chắc người Việt Nam nè, ông này ăn cái đồ gì có nước nè. Nhưng mà anh tưởng tượng đi bây giờ. Má ơi cái này mà bây giờ bấm hết nguyên cái có một cái chứng bệnh ấy. Mà nhìn cái hình mà nó cũng sợ lỗ sợ lỗ á. Không biết các bạn có các bạn nào mà sợ lỗ không? Các bạn có cái chứng bệnh sợ lỗ thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới nhá. Đi dưới. Chứ mình nhìn thấy mình cũng hơi bị nổi da gà đó. Thằng này là chia sẻ vậy. Ghê vậy. Ăn cái ống hút bằng môi bên phải rồi. Tatuagem. Cái gì à? Cái này làm sao? Cái này bấm cái gì? Bấm mắt hả? Mắt bấm được hả? Cái này giống được. Đó nè. Ông này là chơi gì đấy? Cái này là cái mắt gì mà? Cái gì à? Cái mắt gì ở trong Rinnegan à? Rinnegan? Cái gì trong Naruto ấy? Nhưng mà làm sao mà nó đen xì được ta? Esse método foi criado no início de 2007. Mặt nhóc. Kê. Chắc là kính áp tròng rồi sao á, nhưng mà sao thế nhở? Kính áp tròng thì đâu có là kính áp tròng. Cái này không phải là kính áp tròng, cái này là... Ê, cái này là tiêm nhuộm, bây giờ mình nhuộm luôn cái mắt này nè. Sao mà nhuộm được cái này? Thì người ta dùng... Có như anh có xem rồi, người ta dùng cái kim tiêm, người ta bơm màu đây nè. Kim tiêm bơm màu vô á? Đúng rồi. Nếu mà em muốn thì anh cho anh xem một cái video mà là người ta làm này luôn, ghê cực luôn.
kim tiêm bơm màu cho nhìn cái màu nó loang 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 ra cái mắt này này. Mà cái này mà nguy hiểm mà mình mà kiểu mà gặp phải chơi xui xẻo á là em bị hỏng mắt luôn. Mà người ta chơi liều này luôn. Ê, nếu mà em đang thắc mắc là nếu nó bơm như kiểu đó thì mắt nó sẽ thấy được màu gì? Nếu mà đeo màu xanh vô là nó sẽ thấy được cả thế giới màu xanh. Thì đúng rồi, thì bây giờ người nào thích nhìn đời màu hồng thì tôi bơm màu hồng rồi. còn muốn thích giả lập là mắt mắt chó thì bơm màu xám á. Thế là thầy đưa cho chó thôi. À nè, cái quả chia đôi cầu vồng ngày xưa. Thôi, em cảm thấy nó thôi kiểu gì á. Là mấy người này làm cái này là mới cắt xong nè. Cái này cố tình làm. Còn chỉ cố tình làm cắt lưỡi á. Đấy bạn thấy không? Người nào cũng đều có bấm không? Người nào chơi này đều có bấm khuyên cả. Đó, bây giờ thường em đã bấm em đi theo đường bấm khuyên em phải làm như này. Bao nhiêu bốn lưỡi. Đấy, chung sơ sơ là như thế này, em thấy chưa? Đấy bây giờ em mà bấm khuyên là bây giờ là em rất có tỷ lệ em sẽ đi theo con đường của những người này đấy. Em có chịu nổi không? Em có dám làm này không? Không thì không. Dạ thế bây giờ có định bấm khuyên không? Nhưng mà em vẫn bấm cái này. Ở đây anh có một video, còn một video nữa anh muốn okay, xem. Okay. Cũng là về video này, về định nghĩa gọi là bấm khuyên và xỏ khuyên luôn. Xỏ khuyên luôn. Anh làm gì đâu? Thì khuyên xỏ. Trời ơi tầm bậy mà. Coi cái nào đâu cho coi. Đây cho xem. Bấm khuyên, đây cái này là một cái gọi là lễ hội ở Thái Lan. Và người ta bấm khuyên ở đây để người ta, chắc là nó là một cái gọi là tục lệ. Tục lệ luôn á. Đúng rồi. Đây đây là mấy người kia làm vì đam mê, nó làm gì du thú vui thôi đây. Còn đây là tục lệ của Thái Lan luôn á. Đấy nên xem đi, xem người ta bấm okay. Thế nào. Ok, đây là một nền văn hóa, chúng ta nên tôn trọng. Rồi nó ghi lại gì đây, warning cảnh content. Báo là dưới 18 tuổi không được xem. Mặc dù không số 18 nhưng mà anh dịch như thế là được. Nói chung là mấy cái video này nó có hình ảnh kiểu chắc là ghê hơn. Ghê lắm. Ghê hơn các hồi nãy nữa, cho nên là ai muốn coi thì có thể coi tiếp, còn không thì thôi. Ok. Còn thôi các bạn hãy nhớ ấn like, share và subscribe cho channel của mình. Và hãy nhớ like được fanpage Instagram và Facebook cá nhân của mình. Quảng cáo thôi. Ok, chúng ta xem tiếp thôi, let's go! Cái này là văn hóa thì đây, văn hóa Na Tra. Văn hóa đi bão ấy. Văn hóa đi bão. Đi bão thì bảo là đi bằng nguyên cái xe rồng luôn các bạn. Đúng rồi đó. Wow! Cây á! Anh nói mà, đấy, tục lệ người ta đó. Đấy, anh nói đấy, sỏ đó, đấy, sỏ này. Cái lưỡi thấy không? Cái này còn ghê hơn cái quỷ hồi nãy nữa. Hồi nãy là người ta cắt cái thôi, cái này là nó chĩa từ trên chĩa xuống luôn. Oh shit. Không được kiếm được hai cái rìu. Em nhục bà cái nó luôn rồi. Từ từ đi. Hai bồi hồi. Hai cái rìu. Em nhìn bây giờ cái này có giống cái đầu lâu không? Giống đầu lâu xương chéo không? Qua hai cái rìu nó xỏ qua. Cái này gì đấy? Cái trống này. Cái này nhìn cú te này. Cú te. Cái trống nó lắc kêu. Ôi. Cái gì đó? Đi trên tân hồng em. Cái này thì ở Việt Nam cũng có đó. Việt Nam cũng có luôn á. Có vụ trên tân hồng có. Mà cái vụ mà hà xích. Ôi. Ôi. Em đau cơ hàm quá. Ôi, em đeo bả khẩu trang như nhìn thấy đỡ gớm. Cái là lễ hội ăn chay đúng không? Vegetarian. Vào lễ hội ăn chay thì mọi người đều cái lễ hội nó hay còn gọi là lễ hội chín vị gì đây, chín đức Chúa Trời. Không biết liên quan không. Vào cái lễ hội này người ta sẽ đi ra đường và tuần hành, cái đó gọi là gì đây? Diễu hành. Và sẽ có một số người tham gia cái trò gọi là tân cái đó qua lưỡi. Tân mọi thứ mà thử thách 24 giờ. 9 ngày em. Thử thách 9 ngày đó, ngày đó mà mình. Nè, để người ta có thể đuổi linh hồn tà ma đi hả? Wow! Cái này là cọng dây luôn á. Chụp đẹp quá, chụp đẹp quá. Phu kẹt vào. Từ cái này đánh dịch à? Vào ngày Eve là ngày đầu tiên rồi. Tháng 9 âm lịch, mùng 1 tháng 9 âm lịch. Mùng 1 tháng 9 âm lịch. Thì anh chuối đi vào lừa đảo ta. Đi Thái Lan vào đợt nào vậy? Tháng... cũng gần đó, năm nay. Nếu mà đi được 9 âm lịch thì có khi là mình canh đúng ngày là đi được. Là mình canh được. Trời ơi!
What the fuck? Ông lấy nguyên cái xong sẽ ông chọt bà qua cái mỏ luôn. Nãy giờ mới thấy, nãy giờ mình ngồi mình dịch cái này mình zoom kỹ cho mình mới thấy. Cái này là ông ơi, phải có hai người đi mê cùng chứ không. Cái này mà người ta thả ra là nó rớt nguyên cái mỏ luôn. Đúng không? Kinh kinh quá. Ok, à, không coi rồi, không coi rồi, mệt lắm. À, anh cứ tưởng là đầu đã ghê, không ngờ quả xe đạp. Đó kết thúc tất cả mọi thứ, mọi câu chuyện. Mình nói nha, mấy cái video đầu tiên mình coi cái tất cả mọi thứ vô người á, ít nhất là nó sẽ nằm ở đó và nó không nhúc nhích gì hết. Còn cái này mấy ông nội là xiên kiếm qua người, xiên cái đó qua người mà còn nhúc nhích rồi còn tự làm đau mình bản thân mình cách đốt pháo cho nó nổ. Ông kia còn xiên nguyên chiếc xe đạp qua người nữa. Xiên qua mỏ nữa. Cái đấy thì nếu mà sợ, ok được ý là nó tiện ở chỗ là hết cái dịp lễ này thì tháo ra. Tháo ra nhưng mà tôi chạy lên rồi đi về nhà được nhưng mà tưởng tượng cả là 9 ngày em phải để cái xe đạp ở trên cái mỏ của em này. Mấy bạn tưởng tượng đi ăn một cái dĩa bánh cuốn buổi sáng thôi mà có chiếc xe đạp trên mỏ nó khó chịu lắm cỡ nào. Mấy bạn chỉ cần ngậm thêm cục pin hay là một cái cục gì đó thôi là mấy bạn đã thấy mệt rồi. Ừ, bạn đi đâu bạn cũng phải mất thêm tiền để bạn gửi xe. Nha. Còn giờ bạn đi bộ rồi. Thôi này, mình bị đường người bắt chuyện người ta chứ. Thôi. Căn bản á thì em thấy cái cộng đồng này ở Việt Nam nó vẫn có. Vẫn có nhiều người, những người theo cái xu hướng này và nó rất là bình thường. Kiểu người ta vẫn có thể, giống như là anh thấy đó, người ta bịt cái lỗ lại được. Có nghĩa là có những anh chị vẫn có thể làm được cái này. Cộng đồng ở Việt Nam người ta làm rất là tốt và em thấy cũng bình thường giống như cái đam mê của người ta thôi. Mà em biết đâu là người ta chịu đau đớn như thế nào, em mới có được cái đấy không? Thì ý là kiểu respect người ta thôi, kiểu tôn trọng người ta. Có nghĩa là cái này nó vẫn là một cái, em thấy em nghĩ nó vẫn là một cái loại hình nghệ thuật. Nghệ thuật. Nghệ thuật trên cơ thể. Nhưng mà anh chỉ muốn ấy là nói cho em, nói cho tất cả các bạn mà đang xem video này biết rằng là cái bấm khuyên ấy, em bấm mà nó vừa đủ thôi thì có thể chấp nhận được. Nó sẽ là một cái gọi là style, một cái phong cách của em, một cái điểm nhấn, một cái nổi bật. Nhưng mà nếu mà em mà kiểu đam mê bấm khuyên mà em lại đi bấm theo giống như người trong video vừa rồi ấy, thì chắc chắn là cái đấy là em sẽ không được chấp nhận. Chắc chắn luôn là không có ai đồng ý cho bấm kiểu đấy cả. Em ra ngoài đường người ta sẽ nhìn với em với ánh mắt rất là đấy luôn. Nếu mà đúng. Em bấm vừa đủ thôi thì đẹp. Nhưng mà em mà bấm đấy chung là tại vì anh nghe thì em bấm là anh đã sợ rồi, là anh phải cho em xem này để cho em biết cái gì mà em tránh ra. Đấy, okay. Các bạn fan, các bạn xem video này, các bạn nếu các bạn nào mà có ý định là bấm khuyên thì hãy nhớ rằng bấm vừa đủ thôi. Ok. Tìm hiểu kỹ trước khi bấm nha. Và đặc biệt nhá, nghiêm cấm các bạn làm theo cái trò giống như Thái Lan này nha. Giống Thái Lan nha. Cái này là phong tục của người ta. Thứ nhất là văn hóa của người ta, không phải là văn hóa của nước mình. Nước mình là một nước kiểu nó có một cái văn hóa khác với nước người ta. Mình vẫn nên tôn trọng cái văn hóa của nước người ta. Và mình chỉ mong là mấy bạn xem xong video này đừng bắt chước là thứ nhất. Thứ hai là mấy bạn hãy nhớ ấn like, share và subscribe để ủng hộ cho channel của mình và channel của Sandu. Thì nếu video được trên 10.000 like thì mình sẽ làm tiếp theo và mọi người đừng quên comment ở phía dưới những thứ mà mọi người muốn mình reaction tiếp theo nha. Chẳng hạn như là phong tục của nước Iran, Iraq đánh bom. Phong tục đánh bom liều chết của Iran. Nói giỡn thôi chứ nếu mọi người thích video này hãy nhớ ấn like, share và subscribe cho mình nha. Và nếu mà bạn là người mới hãy nhớ ấn luôn cái chuông bên cạnh để subscribe và có thể nhận được nhiều thông báo mới từ channel của mình. Và mọi người hãy nhớ like luôn fanpage, Instagram và cả Facebook cá nhân của mình để có thể nhận thêm nhiều thông tin của mình và biết thêm nhiều thứ qua đời sống của mình hơn nữa. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào những video lần sau. Matt và Sandu reaction DJ. Bye bye.